Diễm xin mến chào đại gia đình của mình nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và ngày hôm nay, mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thoải mái khi xem những cái clip tâm sự của em nha quý vị. Thì ngày hôm nay là một cái đề tài khá là thú vị, nói về 10 cái bước tán gái đỉnh cao mà bất cứ một người đàn ông nào cũng nên xem một lần và bỏ túi nha quý vị. Bởi vì trong cuộc sống đâu có biết trước điều gì xảy ra đâu, cho nên là lỡ như mà mình bất ngờ mình gặp một cái cô gái trẻ đẹp và xinh xắn, duyên dáng ở trong cuộc đời thì mình rất là muốn, khao khát, muốn cô ấy là của mình. Và cách nào để mà chinh phục những cô gái ấy một cách đỉnh cao, hay còn gọi là cách tán gái đỉnh cao nhất, thì ngày hôm nay Ngọc xin phép bật mí cho các anh ha. 10 cái bước này vô cùng đơn giản luôn, và em nghĩ rằng không phải ai cũng biết nha quý vị. Bởi vì để mà gây ấn tượng và có thể lấy lòng được một cô gái thì đó là một cái việc hết sức là khó, chứ không phải là dễ đâu. Mà bây giờ mình muốn, có thể nói là mình muốn chinh phục cô ấy, mà muốn cho cô ấy khao khát được ở bên cạnh mình, mà muốn làm người yêu của mình, thì đó là một cái điều vô cùng khó khăn. Nhưng không phải là khó là không có cách nha quý vị. Thì ngay sau đây thì em xin bật mí những cái điều này, hy vọng nó sẽ là một cái gì đó nó hay, nó bổ ích, nó giá trị để các anh có thể áp dụng nha, mọi lúc mọi nơi luôn. Thì theo Ngọc nghĩ là cái cách thứ nhất á, là mình tán gái đỉnh cao á, là gì? Là nói ít thôi mà nghe nhiều hơn. Thì chỉ có 6 chữ thôi, nói ít thôi mà nghe nhiều hơn. Là bởi vì trời sinh ra là tạo hóa ban tặng là người con gái, phụ nữ thường thường họ nói rất nhiều. Họ nói bula bula tối ngày vậy đó. Đàn ông thì nói rất ít. Cho nên là các anh hãy áp dụng cái chân lý cuộc sống này để mà mình làm theo ha. Thì mình sẽ khiến cho cái cô nàng vô cùng thích thú và rất là muốn được ở bên bạn. Còn nếu như mà anh chàng nào mà đi ngược lại với tạo hóa đó, có những anh chàng lần đầu gặp mặt đã nói rất là nhiều rằng là anh thế này, anh thế kia, để mà cố ý nói lên cái những cái sở thích của mình, là những cái đặc điểm của mình, muốn cho cô ấy biết mình là người tốt, mình là người như thế này thế kia. Nhưng nào ngờ là đi ngược lại, bởi vì những cô nàng rất là sợ những anh chàng mà nói mà quá nhiều như vậy, cho nên là không có được lòng cô nàng. Cho nên là các anh nên nhớ nha, nói ít thôi, mình nghe nhiều hơn, mình lắng nghe, mình coi thử coi là cô ấy nói cái gì đó, để mình biết được, mình nắm bắt được cái tâm lý của cô ấy ha. Đó, thì tiếp theo cái bước tán gái mà đỉnh cao mà như đàn ông nhất định phải biết đó là gì, đó là hài hước chưa bao giờ là thừa thãi. Những người đàn ông mà có những cái khiếu hài hước trời xanh thì đó là điều quá tuyệt vời rồi. Mình áp dụng lúc mà cua gái thì là bảo đảm là cách tán gái này là hiệu quả vô cùng luôn. Nhưng một số người đàn ông trời xanh thì họ không có cái khiếu hài hước, nhưng mình cũng có thể áp dụng những cái mẹo nhỏ như quý vị. Bây giờ ví dụ đi ha, mình phải ví dụ đi, nói có sách mách có chứng nó mới thú vị nha quý vị. Thí dụ như bây giờ anh chàng đó đi với lại cái cô gái đó vào một cái quán cà phê, nhưng mà bỗng nhiên đang đi á, thì bắt đầu là cái cô gái này vô cái quán của dắp cái gì của té tập xuống, thì các anh không có khiếu hài hước, mình cũng có thể nói một câu nói khiến cho cô ấy vui, ví dụ như là trời em đi cẩn thận té vậy bể mấy cục gạch hết. Đó là những cái câu nói mà nó ngắn gọn nhưng mà nó không kém phần hài hước và duyên dáng, khiến cho cô nàng cảm thấy thích thú khi nghe những anh chàng mà có khiếu hài hước như vậy nha các anh. Và cái câu nói mà có thể những cái bước tiếp theo để mà tán tỉnh đỉnh cao đó là gì? Hãy luôn là người đàn ông tinh tế. Ví dụ như là những người đàn ông mà có cái sự ga lăng á, với phụ nữ đó thì thường được lòng rất là nhiều chị em. Ví dụ như là mình nhớ những cái loài hoa mà cô này cổ thích, trong quá trình cổ nói chuyện với mình á, thì các anh nhớ được những cái câu chuyện của cô ấy một cách tỉ mỉ và chi tiết, thể hiện cái sự quan tâm đến cái những cái lời nói lúc mà hẹn hò lần đầu tiên, và lúc mà đi dạo thì các anh sẵn sàng là cái người mà đi ở ngoài, cô ấy đi ở trong. Đó là những cái sự tinh tế. Những người đàn ông mà tinh tế như thế thì được lòng rất là nhiều người chị, rất là nhiều chị em phụ nữ ha. Và bước tiếp theo thì theo Ngọc nghĩ đó là sự kiên nhẫn, luôn là đòn quyết định.
Có những cô gái là khi mà quen một anh chàng thì rất là chảnh, có nghĩa là bây giờ hỏi em có đồng ý làm bạn gái anh không thì cứ một mực là để em có thời gian suy nghĩ. Cho nên là nếu anh chàng nào mà đi ngược với lại cái người con gái họ đẹp, họ có quyền hơi chảnh chảnh chút, cho nên là sẽ rất là khó để mà đưa ra cái quyết định rằng có đồng ý làm bạn gái của anh không. Cho nên là các anh nên từ từ cho cô ấy những cái thời gian để mà mình để cô có cái quyết định cô đưa ra, chứ mình đừng có ép cổ, mình đừng có hấp tấp quá thì hư bột hư đường hết. Và tiếp theo đó là gì? Đó là cái bước tán gái tiếp theo đỉnh cao, đó là xuất hiện đúng lúc, đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm nha quý vị. Ví dụ như bây giờ nửa đêm nữa hôm cô này cô đói bụng ha, đó rồi cô nhắn trong tin nhắn, trời ơi bữa nay bây giờ thèm hai cái bánh bao quá, hay là thèm một cái tô hủ tiếu giò heo hay gì đó, là ngay lập tức các anh có mặt và có ngay cái phần ăn mà cổ thích liền. Hoặc là những cái lời nói quan tâm an ủi những lúc mà cô ấy đang làm cái mối quan hệ là bạn bè mà cô ấy nói rằng cô buông chuyện gia đình gì đó, thì các anh có thể là người chia sẻ động viên an ủi, thì đó cũng là một cái người đàn ông mà khiến cho rất là nhiều cô gái cảm thấy rất là thích. Và cái cách tán gái này cũng rất là hiệu quả nha. Và tiếp theo đó là gì? Cái bước tiếp theo đó là không có con gái mạnh mẽ mà chỉ có con gái giả vờ yếu đuối mà thôi. Có rất là nhiều người đàn ông họ xúm xụm lại, họ nói rằng là con gái á, nó phức tạp lắm, có người thì mạnh mẽ, có đứa thì yếu đuối, có đứa thì ta nói mạnh mẽ hết sức luôn, phi thường luôn, giống như là Spider Man vậy đó. Cho nên là họ cảm thấy con gái rất là khó hiểu, nhưng thật ra ông trời sanh ra thì con gái thì đàn bà lúc nào cũng là có sự yếu đuối ở trong lòng, cho nên là rất là cần có một người đàn ông bên cạnh để mà làm một người bảo vệ. Cho nên dù cho nó có mạnh mẽ nó thể hiện vậy thôi, chứ thực ra là đàn bà là luôn luôn có sự yếu đuối. Cho nên là đây là những cái bước mình phải thể hiện cái sự quan tâm ở đây để thể hiện một người đàn ông mạnh mẽ, là cái tùng cái bách chứ quấy dựa ha. Là tiếp theo, cái bước tán gái tiếp theo đó là hãy luôn tạo sự bất ngờ. Ví dụ như nhân những dịp lễ 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì đó là những cái ngày quốc tế phụ nữ khá là quan trọng. Cho nên là các anh đừng nên quên những ngày đó ha. Mình sẽ tạo những cái bất ngờ bằng cách là mình sẽ mua những cái món quà, rồi happy birthday, rồi mình sẽ tặng những cái món quà nó hay, nó ý nghĩa, nó giá trị, thì sẽ làm cho cô nàng cảm thấy vui và hạnh phúc. Tiếp theo đó là cách thứ 8, đó là khiến cho cô nàng cảm thấy là trung tâm của vũ trụ. Là mình sẽ tỏ tình cổ ở những nơi đông người, có rất là nhiều sự góp mặt của rất là nhiều người, thì khi đó bao nhiêu ánh mắt nhìn cô ấy thì cô ấy sẽ cảm thấy mình giống như là một trung tâm của vũ trụ. Đó sẽ là cái cách tán gái đỉnh cao nhất mà khiến cho cô nàng rất là thích mê luôn. Và lời cuối cùng mà em muốn nói đó là cái cách thứ 9 luôn, là cái bước thứ 9 đỉnh cao, đó là đừng tiếc những cái lời khen. Lời khen ngợi ví dụ như là bữa nay em mặc cái áo đẹp quá, hay là em bận một cái bộ trang phục rất hợp với em. Và những cái lời nói đó nó sẽ là những cái lời khen mà giúp cho chị em phụ nữ họ cảm thấy vui và hạnh phúc, và người phụ nữ họ yêu bằng tay, cho nên là rất là thích nghe những cái lời nói đó. Cho nên là khi mà mình đã thích, mình quyết định mình yêu cô ấy, thì mình hãy nói những cái lời đó để cô ấy cảm thấy vui, cảm thấy được yêu nha các anh. Đó là những cái lời mà em muốn chia sẻ trong clip này, khá là hay và bổ ích. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe cái chương trình của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.